xin chào quý vị và các bạn. Nắng nóng hầm hập như đổ lửa vẫn đang bủa vây người dân khu vực Bắc Bộ trong ngày thứ hai đầu tuần. Đáng lưu ý là nắng nóng cao điểm tập trung ở các tỉnh Đông Bắc như là Lạng Sơn, Hà Giang, Phú Thọ, thủ đô Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình với mức nhiệt từ 38 đến 41 độ. Trong khi đó, khu vực vùng núi Tây Bắc thì bắt đầu hạ nhiệt, nền nhiệt duy trì ở ngưỡng là 33 đến 35 độ tại các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên. Không chỉ nắng mạnh mà thời gian nóng còn kéo dài. Cụ thể, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ kéo dài suốt từ 10 giờ đến 19 giờ. Ngoài ra, trời còn rất khô do độ ẩm trong không khí giảm thấp. Nguy cơ có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Quý vị nên lưu ý. Tuy nhiên, hôm nay cũng là ngày nắng nóng cao điểm cuối cùng ở Bắc Bộ. Từ ngày mai ngày 22 tháng 6, vùng áp thấp nóng phía Tây suy yếu dần nên nắng nóng giảm về cường độ. Đồng thời, vào khoảng chiều tối và đêm, dạnh áp thấp di chuyển xuống sẽ gây ra một đợt mưa dông cho khu vực. Nền nhiệt Bắc Bộ giảm dần trong ngày mai và trời chuyển dịu mát trong ngày 23 tháng 6. Nằm trong xu thế của thời tiết khu vực, thủ đô Hà Nội càng gần đến trưa thì cường độ nắng càng mạnh hơn. Cùng với đó, mức nhiệt cao nhất cũng vào khoảng 40 độ, nhưng nhiệt độ cảm nhận thực tế thì còn cao hơn từ 3 đến 5 độ. Vì vậy mà khuyến cáo tới quý vị không nên làm việc hoặc di chuyển ngoài trời quá lâu, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 12 đến 15 giờ là thời điểm nắng nóng đạt cường độ gay gắt nhất trong ngày. Tương tự như thủ đô Hà Nội, thành phố biển Đà Nẵng ngày hôm nay cũng có nắng từ sớm với chỉ số tia UV tương đồng ở mức rất cao, tức là mức 10. Dự báo mức nhiệt cao nhất trưa nay ở thành phố lên tới 37-38 độ. Về đêm thì mức nhiệt hạ dần nhờ có gió biển thổi đều đặn nên cảm giác bớt oi bức hơn. Cũng có nắng trong ngày nhưng cái nắng hôm nay ở thành phố Hồ Chí Minh lại dễ chịu hơn nhờ đan xen với mây. Nhưng từ thời điểm 15 giờ trở đi thì quý vị cần đề phòng với những cơn mưa rào cục bộ. Do điều kiện dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, vì thế mà quý vị nên hạn chế ra ngoài nếu không thực sự cần thiết, chung tay cùng thành phố nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh. Xin chào quý vị khán giả và bà con ngư dân. Dạnh áp thấp có trục từ 25 đến 27 độ nối với vùng áp thấp phía Tây đang dịch chuyển gần về phía nước ta. Cùng với đó là vùng áp thấp phía Tây có dấu hiệu suy yếu dần. Vì thế mà cường độ gió trên các khu vực phía Bắc và giữa của Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, vùng biển Vịnh Bắc Bộ có xu hướng giảm dần, mưa ít xảy ra, sóng thấp, biển lặng, thuận lợi cho việc ra khơi bám biển của bà con ngư dân. Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam lại đang có xu hướng hoạt động mạnh dần trở lại. Trong đó, khu vực phía Tây của vùng biển phía Nam của Biển Đông cũng như là khu vực phía Tây của vùng biển huyện đảo Trường Sa là vùng có gió Tây Nam hoạt động mạnh hơn cả. Ở mức cấp 5, có lúc cấp 6, kèm theo đó là những cơn mưa rào và dông cũng gia tăng đáng kể. Thời tiết biển ở các vùng biển phía Nam chuyển xấu, tàu thuyền hoạt động trên các khu vực biển này cần hết sức lưu ý. Đến với hải trình ra vào các đảo, thưa quý vị và bà con ngư dân, vùng thấp nóng có dấu hiệu suy yếu, gió trên khu vực vịnh Bắc Bộ sẽ giảm về cường độ xuống chỉ còn ở mức cấp 4, cấp 5, tình trạng biển động không còn, nhưng từ đêm nay trở đi trên vịnh Bắc Bộ, nhất là trên tuyến hải trình, từ Hải Phòng ra huyện đảo Bạch Long Vĩ lại xuất hiện những cơn mưa rào và dông, khả năng đi kèm với lốc xoáy cũng như gió giật cao, vì thế tàu thuyền cần hết sức lưu ý. Đối với khu vực biển miền Trung là vùng biển dài, vì thế dọc từ Quảng Trị trở vào đến Quảng Ngãi, trong đó có tuyến hải trình từ Sa Kỳ ra huyện đảo Lý Sơn, gió mang hướng Nam đến Đông Nam với cường độ trung bình ở mức cấp 4, cấp 5. Trong khi ở khu vực biển từ Bình Định đến Bình Thuận thì lại nằm trong vùng tác động của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ có xu hướng tăng dần, nên tại đây cường độ gió mạnh hơn. Ở khu vực biển phía đông của Nam Bộ, trong đó có tuyến hải trình từ Vũng Tàu ra Côn Đảo là khu vực chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nhất. Sóng biển vì thế cũng cao trên 2 mét khiến cho khu vực này biển động kéo dài. Ngoài ra mưa rào và dông mạnh kèm theo khả năng có gió giật trong cơn dông vẫn xuất hiện, tàu thuyền nên lưu ý.